nhóm thanh niên mang theo súng cùng 25 viên đạn vào quán bar. Đột kích hai quán bar lúc rạng sáng, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 44 đối tượng dương tính với chất ma túy. Đồng thời thu giữ một khẩu súng và 25 viên đạn do một đối tượng mang theo để phòng thân. Khoảng 0h ngày 25 tháng 6, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Đắk Lắk đã đột kích vào quán bar Club 47, đường Chế Lan Viên và quán bar Monaco, đường Lý Thái Tổ, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Vào thời điểm kiểm tra, trong cả hai quán bar có hơn 400 nam, nữ thanh niên đang nhảy múa quay cuồng trong tiếng nhạc. Tại quán bar Club 47, nhiều đối tượng sau khi sử dụng trái phép chất ma túy và bóng cười thì thi nhau nhảy múa điên loạn. Dưới các bàn vương vãi nhiều bóng cười cùng một số bịch ma túy đã dùng và đang dùng dở. Test nhanh, công an xác định ở hai tụ điểm trên có 44 đối tượng nam, nữ dương tính với chất ma túy. Một số ta ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy đã được thu giữ ngay tại hiện trường. Tại quán bar Monaco, lực lượng công an còn phát hiện tại bàn của Trần Tiến Dũng, 32 tuổi, trú tại xã Ea Ninh, huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk, một khẩu súng cùng 25 viên đạn cất giấu dưới ghế ngồi. Dũng khai nhận, khi thấy lực lượng công an vào quán kiểm tra, Dũng đã giấu khẩu súng cùng 25 viên đạn dưới gầm ghế ngồi để tránh bị phát hiện. Trước đó, năm 2016, Dũng sang Campuchia mua khẩu súng và số đạn này của một người lạ với giá 3 triệu đồng, mục đích để phòng thân. Hiện Dũng cùng 44 đối tượng dương tính với chất ma túy đã được Phòng Cảnh sát Hình sự đưa về trụ sở để tiếp tục xác minh làm rõ. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý hai chủ quán bar trên theo quy định của pháp luật.